Chào các bạn. cận thân mến, hôm nay cô Trang sẽ tiếp tục hỗ trợ 2K8 học theo chương trình sách giáo khoa trên lớp. Với chương trình hỗ trợ 2K8 học theo chương trình sách giáo khoa trên lớp thì cô Trang đã duy trì từ đầu năm học rồi. Và ở các buổi trước thì cô Trang đã hỗ trợ các bạn xong phần bài số 1. Hôm nay cô Trang sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn với bài số 2. Tài liệu mà cô sử dụng trong buổi học live stream hôm nay là cuốn Học tốt tiếng Anh 10. Như cô Trang đã từng chia sẻ thì cái cuốn sách này không phải là cái cuốn giải bài tập theo chương trình sách giáo khoa trên lớp Mà cái cuốn sách này là cô Trang xây dựng theo cái kiểu đó là tổng hợp toàn bộ phạm, phạm trù kiến thức cơ bản có ở trong bài à, Cụ thể với cái bài số 2 thì cô Trang sẽ hệ thống toàn bộ cái phần từ vựng của trong bài Từ vựng theo cái chủ đề của bài học này trợ ngoài cái phần từ vựng ra thì cô cho anh còn hỗ trợ các bạn là cô sẽ còn hệ thống cả cái phần cấu trúc nữa này nhờ ngoài cái phần cấu trúc ra thì cô cho anh còn hệ thống cả cái phần đó là phần ngữ pháp ngữ pháp của bài số 2 thì có hai cái phạm chủ ngữ pháp phần thứ nhất đó là sự khác nhau giữa phân biệt sự khác nhau giữa thì tương lai đơn và thì tương lai gần và phần thứ hai đó là phần bị động rồi sau đó cô trai sẽ thiết kế những cái phạm trù Cô trai thiết kế những cái dạng bài tập áp dụng Những dạng bài tập áp dụng này thì cô trai nhấn vào những cái dạng bài tập thông dụng Mà nó thường có như ở trong các bài thi Từ những bài thi kiểm tra 15 phút, bài kiểm tra một tiết Bài kiểm tra giữa kỳ, bài kiểm tra cuối kỳ Và thậm chí cả bài thi trung quốc gia như Với các dạng bài cơ bản như là phát âm, dạng bài trọng âm Dạng bài tìm từ đồng nghĩa Nhớ dạng bài tìm từ trái nghĩa, rồi dạng bài về từ loại, dạng bài chọn đáp án đúng, nhớ dạng bài về giới từ, dạng bài về phát hiện lỗi sai này, dạng bài về ngữ pháp này, dạng bài về tình huống giao tiếp này và cuối cùng đó là dạng bài tập đọc hiểu, đọc điền. Ngoài ra thì trong cái cuốn sách này mỗi một đơn vị bài nó sẽ có cái mô phỏng cái đề kiểm tra 15 phút và đề kiểm tra một tiết nữa Nhờ, trong khuôn khổ thời lượng là khoảng 30 đến 40 phút Nhờ, và một tuần chỉ có một buổi chắc chắn là cô trai sẽ không thể chữa, hỗ trợ các bạn chữa hết được toàn bộ nội dung trong sách vì vậy mà chúng ta sẽ học kết hợp giữa cả cái phần livestream của cô này phần video hỗ trợ và phần lời dạy chi tiết Nhờ cuốn sách này có lời giải chi tiết. Để xem lời giải chi tiết thì các bạn kích vào cái link sách mà cô trai, cái link sách mà cô trai anh đính kèm ở bài viết này ở cái bài livestream này nhé. Em em kích vào cái link đó em kéo xuống cuối cái bài viết đó thì có một cái phần cô ghi là uh, lời giải chi tiết thì bạn kích vào đó là bạn có thể xem được lời giải chi tiết. Rồi bạn thân mến, hôm nay cô trai sẽ hỗ trợ em trang 33 của cuốn sách này với cái dạng bài tập chọn năng đúng dạng bài tập về giới từ và dạng bài tập về phát hiện lỗi sai Ok Bạn thân mến, bởi vì thời lượng của mỗi buổi học của chúng ta là không nhiều Vì vậy mà cô trai sẽ tập trung cao độ cho cái nội dung bài học Nên là sẽ không nói chuyện riêng Nhớ với, với nữa là cô biết rằng là vào năm học các bạn cũng khá là bận Nên là các bạn cũng muốn là nhá, tranh thủ cái khoảng thời gian đấy sẽ học được nhiều nhất như có thể vì vậy mà cô trò chúng ta sẽ cùng quyết tâm nhá cùng quyết tâm Cô rất là trân trọng cái khoảng thời gian mà các bạn bỏ ra để mà học với cô trai. Vì vậy mà trong cái khoảng thời gian đó cô trai sẽ cố gắng nhận, nhận, truyền tải tới các bạn nhận, nhiều kiến thức nhất như có thể. Ok, chúng ta bắt đầu này. Với cái câu số 1, khi em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu số 1 à, từ, từ đã. Trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học nhé. À, đợi cô một xíu ạ, cô trai đổi cái màu ánh sáng xem. Dạ, màu nhè là ok đúng không ạ rồi các bạn thân mến trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào cả với câu số 1, nhá bạn nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này thì em thấy rằng đây là câu kiểm tra kiến thức về phần cấu trúc dạ, với cái câu mà kiểm tra kiến thức về phần cấu trúc thì bạn sẽ phải nắm được một số cái cấu trúc sau riêng cái phần cấu trúc này thì cô cho anh lọc ra từ trong sách giáo khoa của các bạn và cái cấu trúc này thì bạn nhìn cho cô xem này, Nhớ nó sẽ có ở cái mục ở cấu trúc này, Nhớ nên là trước khi mà làm bài tập thì các bạn học qua cái phần cấu trúc này trước nhé. rồi bạn sẽ cho cô như sau này, chúng ta có với cái cấu trúc sau đầu tiên với từ, có có từ keen nghĩa là gì, Nhớ với cái từ keen nghĩa là đam mê, Nhờ nghĩa là thích thú, ok? thì chúng ta có cái cấu trúc sau Nhờ cô viết ra đây nhé. Cô có cái cấu trúc là be keen on something. Chợ be keen on something hoặc doing something nghĩa là ham mê thích thú, đam mê cái gì hoặc là làm gì đó không ạ. Rồi, ngoài với cái anh là keen on thì chúng ta còn cái cấu trúc sau. Mình còn cái cấu trúc là keen for something nhớ. Ngoài đi với on ra nó có thể đi với for này, keen for something. Được không ạ? Rồi chúng ta còn cái cấu trúc là Keen to do something. Chờ, à? ham mê thích thú làm gì? Được chưa, được chưa? Ờ à, nhá. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là Vậy thì theo cái cấu trúc như vậy đúng không ạ Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Ý A à của mình có cái cấu trúc là Be keen on Với động từ reduce Nhạ? Thì chúng ta thấy được là Phải dùng cấu trúc là keen on Thì phải cộng với verb in cơ Nên là nếu như cái từ reduce Đổi thành reducing Thì may ra chúng ta mới xét cái ý A à nên là cái anh ý a cũng không xét. Thế còn với cái anh ý b thì sao? Ý b chúng ta có cái cấu trúc là be kind to nhận với cái cấu trúc là be kind to nhớ yeah. nghĩa là đam mê thích thú cái gì. Vậy thì cái anh ý b của cơ có thể phù hợp với cái ngữ cảnh với cái động từ reduce nguyên dạng này được. Thế còn với anh ý c thì sao? Ý c chúng ta có cái cấu trúc là build ok với cấu trúc là build cộng với verbing. Đó đúng không ạ? thường làm gì, diễn tả thói quen ở hiện tại. Ngoài ra cô còn cái cấu trúc là will to cộng với vô nguyên dạng được dùng để làm gì? Vậy đây nó dùng xem nào, ở đây có am là be này, used to reduce là nguyên dạng. Vậy cô sẽ dùng cái cấu trúc là will to cộng với nguyên dạng được dùng để làm gì? Nhớ. Nhờ, chúng ta lại có cái cấu trúc là nhớ với cái cấu trúc là will to cộng với nguyên dạng thì bằng với cái cấu trúc là build for cộng với verbing được dùng để làm gì Vậy thì bạn sẽ xem cho cô ấy sau đã for thì phải verb in Mà reduce và cái động từ reduce của chúng ta để, để nguyên dạng Thế thì D của cô sai về mặt cấu trúc Bây giờ cô còn B và C thỏa mãn về mặt cấu trúc Bây giờ cô sẽ dịch nghĩa của câu này nha yeah. Thì với cái câu này giờ chúng ta sẽ dịch nghĩa xem nào Dịch là tôi muốn reduce, giảm Giảm cái gì ạ? Cái carbon footprint Cô có từ footprint nghĩa là gì? Cả cụm từ này carbon footprint nghĩa là cái lượng khí thải carbon. À, tôi muốn giảm cái lượng khí thải carbon của mình nhưng tôi không biết nhưng tôi không biết phải làm gì vì vậy tôi đã tham gia ở câu lạc bộ đó. Vậy câu này cô mang nghĩa là muốn làm gì chứ không phải mang nghĩa là được dùng để làm gì. Vậy thì cái anh ý C của cô không đúng về mặt ngữ nghĩa. Do đó với câu 1 cô chọn được ý B. Sau câu 1 chuyển cho cô sang với câu số 2. Với câu số 2, em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này. Thì em thấy rằng đây là câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng. Nhớ cơ có ý đề với từ em, từ này nghĩa là mục đích. Được ạ. Thế nhá rồi. Tiếp này cô có với cái với cái từ em. Chợ với từ em từ này có nghĩa là mục tiêu, mục tiêu hướng tới. Đó không ạ? Rồi thế còn với cái anh ý C của chúng ta thì sao? cho ý C thì cô có với cái danh từ với từ purpose nghĩa là mục đích. Yeah, nhớ rồi. rồi thế còn ý b với từ desire thì với từ desire nghĩa là khao khát nghĩa là niềm khao khát niềm mong muốn thế còn ý ở câu với từ wish nghĩa là ước điều ước vậy thì với cái câu này của chúng ta em xem cho cô này cái gì của câu lạc bộ là cải thiện improve cải thiện cải thiện cái gì cải thiện môi trường của chúng ta đúng không và encourage Đằng sau cô có cái cấu trúc là encourage somebody to do something nghĩa là khuyến khích ai đó làm gì. nhờ cô lại có cái từ adopt nghĩa là chọn lựa chọn lựa chọn cái lifestyle cái lối sống greener xanh hơn. Vậy thì với câu hỏi dịch là mục tiêu của câu lạc bộ hay là mong ước hay là điều ước của câu lạc bộ. Mục tiêu của câu lạc bộ là cải thiện môi trường đúng không ạ? Và khuyến khích mọi người áp dụng cái lối sống xanh hơn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là với cái anh mà với cái từ là wish nghĩa là mong ước đó, là điều ước. chợ với cái desire nghĩa là khao khát thì cái này nó sẽ thuộc về theo cái kiểu là cái nó thuộc về cá nhân đúng không ạ? nhưng đây nó là cái như kiểu cái mục tiêu hoạt động của cái câu lạc bộ này Vậy chúng ta sẽ không dùng wish không dùng desire Vậy thì cô sẽ chỉ còn c hoặc d mà thôi nhớ thì bạn thấy được là cả cái từ em và từ purpose đều được dùng tương tự nhau trong một số ngữ cảnh nhưng mà từ purpose là là cái cơ sở để thực hiện hành động thế còn từ em là cái mục tiêu hướng tới nhớ cho cô này cho bạn nhớ cô là từ em và từ purpose đều có nghĩa là mục đích nhưng mà bạn nhớ cho cô là với cái từ em nghĩa là mục tiêu hướng tới thế còn cái từ purpose thế là từ đấy của chúng ta có nghĩa là cái cơ sở để thực hiện một hành động nào đó vậy thì ở đây gì là cái mục tiêu hướng tới của câu lạc bộ này vậy thì ở đây cô sẽ chọn được câu số 2 là ý đề Nhờ sau câu số 2, chuyển cô sang câu số 3. Với cái câu số 3, đây sẽ là câu kiểm tra kiến thức về phần từ loại. Với câu kiểm tra kiến thức về phần từ loại, thì bạn sẽ phải căn cứ cho cô bằng cái phở S này là sở hữu cách này. Chúng ta có quy tắc là sau sở hữu cách là danh từ. Nếu là danh từ thì cô sẽ không chọn ý b Ý có với từ aware là tính từ, đúng không ạ? Unaware cũng là tính từ. Nếu như cô có từ aware là ý thức thì cô có từ unaware, nghĩa là không ý thức được. Bây giờ ở đây cô không cần tính từ nên cô không chọn B, không còn chọn không chọn C. Vậy cô sẽ chỉ còn A hoặc là D mà thôi. Vậy em sẽ thấy rằng là nếu như cái từ aware là tính từ thì khi nó thêm cái đuôi nó sẽ tạo thành danh từ. Vậy tương tự như vậy thì ý D của cô cũng sẽ là danh từ. Vậy nếu cái từ aware là ý thức thì cô sẽ ra anh này cô nghĩa là có ý thức đúng không Thế còn anh này cô sẽ là vụ không có ý thức, không nhận thức được. Vậy thì với câu này em sẽ xem cho cô này. Nếu ở đây cần danh từ chúng ta sẽ chọn A hoặc là chọn D. Vậy xét trong nghĩa của câu này sự nghĩa của câu này cô sẽ có như sau này Chúng tôi sẽ, chúng ta sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn Để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về cái vấn đề môi trường Vậy thì ở đây cô sẽ phải là nâng cao nhận thức của người dân địa phương Vậy cô sẽ phải là nhận thức chứ không phải không nhận thức được Do đó với câu số 3, cô chọn được câu đấy của chúng ta Đáp án sẽ phải là ý A, à, được không ạ? Hơn nữa, với cái câu này cô trai sẽ mở rộng cái cấu trúc ra cho em này chúng ta có với cái cấu trúc sau. Chờ cô có động từ raise, ok? nhớ yeah, cô biết là đây à? Cô có với cái động từ là raise, ok? Ngoài với cái động từ là raise, người ta có thể dùng động từ là increase. Nhớ, yeah, increase. Hoặc em có thể dùng động từ là heighten. Oh, wow. Heighten. Sorry, em từ heighten. E, i Yeah, heighten. Dạ, yeah, rồi, cô có từ raise, increase, heighten. Your awareness nghĩa là gì? nâng cao nhận thức về cái gì? Nhớ awareness yeah. Sau đó nó có thể dùng với giới từ là of Hoặc là giới từ about nhận yeah. Lưng cao nhận thức về cái gì? Có nghĩa là em nhớ cho cô là với cái động từ Với từ awareness Sorry, với cái danh từ là awareness Chúng ta có thể đi với các kết hợp từ như là từ raise Từ increase hoặc là từ height Đúng không ạ? cao nhận thức Thì với câu số 3 chọn được câu đấy của chúng ta là ý à. A. Giúp câu số 3 chuyển cô sang câu số 4. Với cái câu số 4 sẽ là câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng. Nhờ bây giờ sẽ xét cho cô ngữ cảnh của câu này nhé. Nhờ cô có lại cụm động từ throw away nghĩa là gì? Với cái cụm từ là throw away nghĩa là vứt đi. Chờ đừng có vứt những cái thứ đồ gia dụng, đúng không ạ? Với cái anh là used, đã qua sử dụng. Vậy là đừng có vứt những cái thứ, thứ đồ gia dụng đã qua sử dụng mà hãy làm sao và và xem cho cô này đằng sau chú ý cho cô bằng cái động từ này để mình có hướng là mình sẽ chọn xem cái từ gì mình sẽ điền vào vị trí này thì cô có với từ với từ recycle nghĩa là tái chế. Vậy thì với cái câu số 4 này mình sẽ dịch như sau. Dịch là đừng có vứt những cái đồ gia dụng đã qua sử dụng mà hãy làm sao rồi tái chế chúng. Chợ ý D với động từ break. Chợ với động từ break nghĩa là đập vỡ đúng không? Làm đứt vỡ làm gãy Vậy thì ý D của cô không phải Cho ý A với động từ reduce Nghĩa là làm giảm bớt Cho vậy thì ý A của cô không phải Ý B với động từ produce Nghĩa là gì? Nghĩa là sản xuất Nghĩa là chế tạo đúng không ạ? Vậy thì ý B của cô cũng không phải Do đó bằng phương pháp loại trừ Cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý C Ý C với từ Với từ sort Động từ này có nghĩa là phân loại Nhớ dịch là đừng có vứt bỏ đồ gia dụng đã qua sử dụng mà hãy phân loại và tái chế chúng. Xong câu số 4 trợ cô sang với câu số 5. Trợ với cái câu số 5, nhờ bạn sẽ xem cho cô xem nào. Với cái câu số 5 tiếp tục là một cái câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng. Mà với cái câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng như này thì chúng ta sẽ xét ngữ cảnh của câu trước. Trợ ngữ cảnh của câu thì cô có với cái trạng từ sau với từ globally nghĩa là gì trên toàn cầu ấy nhá trên toàn thế giới rồi các bạn ấy gặp lại cái từ carbon Nhờ footprint nghĩa là gì lượng phát thải khí nhà kính phải trên toàn cầu cái lượng phát thải khí nhà kính đúng không ạ per person nhờ trung bình là <laughs> gì cả trên toàn cầu cái lượng khí thải nhà kính trên mỗi người đúng không ạ là hơn 4 tấn một năm vậy thì ở đây cô sẽ dịch là <laughs> trên toàn cầu cái lượng khí thải nhỡ cái 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 lượng phát thải uh, cái lượng khí thải carbon trung bình nhỡ trên mỗi người là 4 tấn trên một năm vậy cô sẽ cần một từ nghĩa là trung bình nhỡ bây giờ cô sẽ có như sau này cô sẽ xét từ cái anh ý a xét đi nhỡ ý a của cô với từ sau với từ mi điểm nhỡ cô có từ mi điểm nghĩa là là trung bình nhỡ là là trung bình theo cái kiểu mà theo kiểu là ở giữa giữa cái size to với size nhỏ ấy đúng không ạ nhá vậy thì bạn nhớ cô là cái từ này của chúng ta cũng nghĩa là trung bình nhưng mà với cái từ medium nó là trung bình theo cái kiểu là khoảng giữa giữa cái size to với size nhỏ ở chưa nhờ hoặc là ở cái 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 mức nhiệt độ hoặc là cái chiều dài trung bình giữa cái chiều giữa cái khoảng dài với khoảng ngắn chứ để không dùng cho cái 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 lượng cái lượng khí thải này Nhờ, chứ không tính trong cái ước lượng của lượng khí thải này Vậy thì A của cô không phải Rồi tiếp này cô sẽ có với cái anh ý C thì sao Cho ý C của cô với cái từ sau Với từ personal nghĩa là cá nhân Nhờ, Thì nó cá nhân nó không phù hợp rồi Ở đây cô cần là cái lượng khí thải carbon trung bình trên mỗi mỗi một người cơ Bình quân cơ, đúng không ạ Nên là cô sẽ không chọn ý C Rồi tiếp này cô có với cái anh ý D thì sao Ý D của cô với cái tính từ đó là từ với từ estimated nghĩa là gì? Nghĩa là ước lượng, ước chừng nhá. Yeah. Vậy nên nó không phải là ước lượng đúng không ạ? Mà là hơn 4 tấn chứ nào phải Vậy là cái cái ở đây đằng đáng trước của cô lại có là trên một người. Vậy nó phải là cái lượng khí thải trung bình bình quân cơ. Vậy thì ở đây cô sẽ chọn được đáp án của câu số 5 của chúng ta sẽ là ý B. Cho ý B của cô với cái từ sau. Với từ average với từ Average, từ này của chúng ta mới nghĩa là trung bình, bình quân. Đó không ạ? Rồi, xong câu số 5, trở cô sang với câu số 6. Với câu số 6, chúng ta có cái cấu trúc là Instead of, thay vì. Chứ ở sau Instead of cộng với vô bình? chờ thay vì sử dụng ô tô gì hoặc là xe máy gì, thì bạn nên sử dụng phương tiện công cộng. như đi bộ hoặc đạp xe. Dạ, chúng ta có cụm từ as much dạ, với cụm từ là as much dạ, với cụm từ là as much as possible dạ, với cái cụm từ là as much as possible nghĩa là nhiều nhất như có thể vậy thì chúng ta sẽ đằng sau có có từ public cái từ transport nghĩa là phương tiện giao thông công cộng vậy thì ngược với nó đúng không thay vì sử dụng cái ô tô hoặc thay vì sử dụng ô tô hoặc là xe máy cá nhân thì hãy sử dụng phương tiện công cộng vậy chúng ta sẽ cần một từ nghĩa là cá nhân thì mình sẽ sẽ dễ dàng chọn được với cái câu số 6 này của chúng ta đáp án sẽ phải là không phải yeah đúng không ạ? Ý câu với từ particular nghĩa là đặc thù, nghĩa là đặc biệt nhá, yeah, nghĩa là cụ thể là chi tiết thì không phải rồi. cho ý B câu với từ public nghĩa là công cộng là chung thì không phải rồi. Ý yeah, C với từ common nghĩa là gì? Nghĩa là thông thường đúng không ạ? Nghĩa là phổ biến thì không phải rồi. Vậy thì cô sẽ có với từ personal. Nhớ yeah, ghép với từ car nghĩa là ô tô cá nhân. Nhờ vậy thì cô sẽ chọn được câu 6 là ý D. Sau câu số 6 triệu cô sang câu số 7. Câu 7 là câu kiểm tra kiến thức về phần cụm động từ. Cô có ý A à với cụm từ turn off, nghĩa là tắt. Thì ngược với nó thì cô có cụm từ turn on là bật. Chờ cô có cái từ turn off bằng với show up. Nhớ, turn off thì bằng với show up, bằng với arrived, nghĩa là đến. Thì cô có cụm từ turn down, nghĩa là từ chối hoặc là vặn nhỏ âm lượng. Vậy thì với câu số 7 dịch là mọi người lên làm sao các thiết bị điện trước khi ra khỏi phòng để tiết kiệm năng lượng. Vậy là mọi người lên tắt, đúng ạ. Vậy thì với câu 7, cô dễ dàng chọn được câu đấy là ý A, à. câu ấy dễ cô chữa nhanh này. Sau câu số 7 chuyển cô ra câu số 8, tiếp tục là một cái câu kiểm tra kiến thức về phần cụm động từ. Thì nhớ thì cô sẽ có, đầu tiên cô cho mở rộng cái cấu trúc trong câu này trước. Cô có cái cấu trúc là be interested in, doing something nghĩa là thích thú, nhớ quan tâm tới việc làm gì. Đây là cô ấy thích nghe nhạc to chợ vì vậy mà cô ấy làm sao đài lên à, Vậy cô có xem nào Cô ấy thích nghe nhạc to Vì vậy mà cô ấy bật to đài lên Đúng không ạ Vậy thì cô sẽ có lại ý yeah, với cụm từ turn off Nghĩa là tắt Được nhá Rồi tiếp này cô có cụm từ turn on là bật chợ turn up là vặn to Và turn down là vặn nhỏ Vậy thì với cái câu số 8 đây của chúng ta Dạ, cô nói lại đây Cô có cụm từ turn off là tắt Cụm từ turn on là bật Cụm từ turn off là đến Nghĩa là xuất hiện Ngoài nghĩa là đến và xuất hiện ra Nó còn nghĩa là vặn tăng âm lượng lên Thì cô có cụm từ turn down là vặn nhỏ âm lượng xuống Hoặc là từ chối Vậy trong cái cảnh câu này thì cô sẽ chọn được câu số 8 là ý C Với nghĩa là tăng âm lượng Rồi xong câu số 8 Chuyện cô sang với câu số 9 Với cái câu số 9 thì cô sẽ có câu này như sau này Là cái công viên đó rất là bẩn Bởi vì rất là nhiều người vứt rác Ở trên đường vì cô có động từ make là làm, cho động từ keep là giữ, động từ hold là cầm nắm. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 9. Đáp án của chúng ta là ý B bằng phương pháp loại trừ. Nhớ câu số 9 ý B với cái động từ drop nghĩa là gì? Nghĩa là giảm đúng không ạ? Nghĩa là rơi, là rớt, nhớ là ném là vứt. Vậy thì với câu 9 cô chọn được ý B. Sau câu 9 chuyển cô sang câu số 10. Với câu số 10 sẽ là câu kiểm tra kiến thức về phần cụm động từ. Cơ có ý D với cụm từ sẽ đọc nghĩa là thành lập. Chứ là ý C với cụm từ base on trong cái cấu trúc là be base on something dựa trên cái gì. Chứ ở đây nó có giới từ by, chắc chắn là ý C của cô không được rồi. Đúng không ạ. Rồi tiếp này, thế còn với cái anh ý B thì sao? Ý B với cụm từ pick up trong cái cấu trúc là pick something up, nhặt cái gì đó lên. Cô lại có cái cấu trúc là pick somebody up, nghĩa là đón ai đó. Đúng ạ. Ngoài ra, nó còn nghĩa là cải thiện nữa. Đúng ạ. Rồi, vậy cô sẽ có ý a à, với cụm động từ clean up nghĩa là gì? Nghĩa là dọn dẹp, lau chùi. Vậy thì với câu hỏi dịch là câu lạc bộ đó được thành lập bởi đoàn thanh niên trong trường của tôi. Vậy đây cô cần một từ nghĩa là thành lập. Do đó với câu số 10 cô chọn được đáp án của câu đấy sẽ là ý D. Sau câu số 10 chuyển sang câu số 11. Với câu 11 chúng ta có căn cứ bằng từ able. Mình có cái cấu trúc là be able to cộng với vô vâng nguyên dạng. Chưa, be able to có một người dạng có thể làm gì Vậy với câu 11 cô chọn được câu đấy là ý A Chưa, dịch là tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể làm rất là nhiều thứ để bảo vệ môi trường số 11 một chuyện cô sang với câu số 12 này Với cái câu số 12 Đây là câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng Với cái câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng Cô sẽ xét ngữ cảnh của câu này trước đây là học sinh được cái gì đó để mà pick up để cô có cái cụm động từ pick up như lúc trước cô Trang nói ấy, Với cái cấu trúc là pick up something nghĩa là nhặt cái gì đó lên Vậy là trẻ em được cái gì đó nhặt, nhặt gì ạ? Cô có từ little là rác chợ khi mà chúng nhìn thấy ở trên on the ground, ở trên trên mặt đất, đúng không ạ? Vậy thì với câu số 12, cô sẽ dịch được câu này của chúng ta như sau Dịch là à, học sinh được nhắc nhở là phải nhặt rác mà các em nhìn thấy ở trên mặt đất Đấy nhá Vậy thì bây giờ cô sẽ xét này với cái anh ý a à, ý a à với động từ sau với động từ raised nhận động từ này của cô có nghĩa là lưng lên nghĩa là tăng lên nhận nghĩa là đưa ra nghĩa là đề xuất nghĩa là lui lớn có rất là nhiều nghĩa nhưng nó không phù hợp với ngữ cảnh câu này nên cô sẽ không chọn cho ý b với động từ attract nhận với động từ attract nghĩa là thu hút là hấp dẫn là lôi cuốn vậy ý b của cô không phải rồi Thế còn ý C chúng ta có cái cấu trúc là remind somebody to do something nghĩa là nhắc nhở ai đó làm gì. Chờ, vậy thì ở đây chúng ta có cái cấu trúc là be reminded to do something được nhắc nhở làm gì. Vậy nó sẽ phù hợp với ngữ cảnh câu này cả về mặt ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa nên cô sẽ chọn được ý C. Thế còn ý D thì sao? Ý D chúng ta có cái cấu trúc là decide to do something quyết định làm gì. Đấy nhá. Nên ý D nó sẽ không phù hợp với ngữ cảnh của câu này rồi sau câu số 12 chuyển cô sang với câu số 13 với cái câu số 13 là câu kiểm tra kiến thức về phần từ loại với câu kiểm tra kiến thức về phần từ loại thì em phải xét cho cô xem ở chỗ trống này em cần từ loại là gì bạn căn cứ cho cô bằng từ great chờ anh này của cô là tính từ Đó, nghĩa là tuyệt vời Đó, nghĩa là lớn vậy chúng ta có quy tắc là sau tính từ thì cộng với danh từ nếu cộng danh từ cô sẽ không chọn ý d bởi vì đuôi ly là đuôi của trạng từ Trạng từ được cấu tạo bởi tính từ cộng với ly để tạo thành trạng từ Vậy nếu ý D là trạng từ Thì ý C sẽ là tính từ mà cô không cần tính từ, không cần trạng từ Thì cô bỏ C, bỏ D Cô chỉ còn A hoặc B mà thôi Thì giữa A và B thì cô thấy ý B có duration đuôi là đuôi của danh từ Đúng không ạ? Thì cô có từ attention nghĩa là sự chú ý Vậy ở đây cô cần danh từ thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 13 sẽ là ý b. câu dịch là những cái mẫu xe anh nhớ. câu có từ car là ô tô. câu có từ eco friendly nghĩa là thân thiện với với thân thiện với môi trường đúng không ạ. rồi tiếp này đằng sau cơ có với cái danh từ đó là từ với từ model nghĩa là mẫu. và dịch là những cái mẫu xe thân thiện với môi môi trường. những cái mẫu xe thân thiện với môi trường luôn thu hút cái sự chú ý đúng không ạ luôn thu hút cái sự chú ý lớn tại những cái triển lãm. Vậy thì với câu số 13, cô chọn được câu đấy là ý B. Số 13 chuyển cô sang câu số 14. Câu 14 của chúng ta sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng Nhớ Rồi bây giờ xét cho cô xem này. Chúng ta có ý A à, từ này rất à mà thôi xét ngữ cảnh câu này trước. Là một trong những cái gì quan trọng nhất của energy của năng lượng đúng không ạ? Là mặt trời. Vậy câu về dịch là một trong những cái nguồn năng lượng quan trọng nhất là mặt trời là năng lượng mặt trời. vậy thì cô sẽ thấy được là căn cứ bằng từ energy chúng ta sẽ phải cần một từ để ghép để thành nguồn năng lượng thì cô sẽ có cái cụm từ cố định đó là từ source of energy. vậy thì với câu số 14 cô chọn được ý d luôn đó ông ạ. À. nhớ thì ý a của cô với từ resource nghĩa là tài nguyên nhớ là tài sản quý giá của một đất nước của một tổ chức của của một con người. thế còn ý b với từ base nghĩa là gì với từ base từ đấy nghĩa là nền tảng là căn cứ là cơ sở. Theo đến C cô nghĩa là gốc rễ. Rồi xong câu số 14 triệu cô sang với câu số 15. Với câu số 15 thì đây sẽ là câu kiểm tra kiến thức về phần cụm từ cố định thôi. Thì bạn nhớ cho cô là riêng cái phạm trù về cụm từ cố định ấy, thì bộ sẽ chỉ cho vào những cụm từ thông dụng của sách giáo khoa thôi. Vì vậy mà ngay từ cái chương trình lớp 10 này em cố gắng trau dồi những cái vốn cái cái vốn về cái vốn về cái cụm từ cố định thông dụng Đấy nhá, những cụm động từ thông dụng Cái cụm từ thông dụng như kiểu câu 15 là cụm từ thông dụng này giờ để bạn căn cứ cho câu bằng từ sau Căn cứ bằng từ decision Chúng ta có cái cụm từ cố định Đó là cụm từ make a decision Nghĩa là quyết định giờ dịch là họ đã quyết định rằng Họ sẽ mua một ngôi nhà mới vào tháng tới Vậy thì với câu số 15 Cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý B Rồi B cô Trang Anh sẽ chuyển sang Với cái dạng bài tập về phần giới từ Hôm nay cô dạy chữa nhanh hơn so với mọi hôm ấy, để làm sao mà trong một buổi học chúng ta có thể học được nhiều nhất. Với lại thực ra cái nội dung của sách giáo khoa thì nó cũng không quá khó với các bạn có học qua rồi, đúng không ạ? Với cái dạng bài tập về giới từ như này tức là em sẽ phải tự tìm một giới từ để điền vào chỗ trống sao nó cho phù hợp với ngữ cảnh của câu. Với câu số 1 người ta dùng cái cấu trúc là it, người ta dùng cấu trúc là it take, okay cộng với somebody cộng với time. Yeah, cộng với tu vấp nghĩa là mất của ai đó bao nhiêu thời gian để làm gì. Cô đóng mở ngoài cái somebody, tức là có trường hợp có somebody có trường hợp không. hay nó mất nhiều năm để mà, chợ nó mất nhiều năm để mới có thể phân hủy được những cái túi bóng nhựa. Vì vậy mà chúng ta lên sử dụng những cái loại, những cái loại material. Cứ có từ materials nghĩa là gì? Những cái loại nguyên liệu, những loại chất liệu khác. Instead thay vì đó. Vậy dịch hoàn chỉnh câu này là túi lông phải mất nhiều năm mới phân hủy được vì vậy chúng ta nên sử dụng những cái loại vật liệu khác để thay thế Chợ bây giờ em sẽ thấy được là em sẽ phải cần điền một giới từ để có thể kết hợp với động từ break yeah, mang nghĩa là phân hủy vậy thì bạn nhớ như sau này chúng ta có cái cụm động từ sau chợ với cụm động từ break down yeah. với cụm động từ break down từ đây có chúng ta có nghĩa là hỏng hóc hỏng hóc theo kiểu xe cụ hỏng hóc ấy ngoài nghĩa là hỏng hóc ra nghĩa là suy sụp là ngất xỉu Nhờ, dùng để miêu tả con người khi mà họ gặp phải một cái cú sốc về tinh thần nào đó người ta suy sụp người ta ngất xỉu Nhờ, ngoài ra nó còn có nghĩa là phân hủy là tan rã vậy trong ngữ cảnh câu này cô dùng nó với nghĩa là phân hủy nên là ở đây cô sẽ điền được giới từ Down Nhờ, vậy bạn thấy rằng à nếu như bạn nào theo dõi cái chương trình của cô từ tuần từ bài 1 thì em thấy rằng là ra cái bài số 2 nó khó hơn so với bài một rồi đúng không ạ khó chủ yếu là do cái chủ đề nó khó kéo theo từ vựng nó khó đấy nhá rồi xong câu số 1 trở cô sang câu số 2. Chợ với cái câu số 2 em sẽ phải cần điền một giới từ trợ kết hợp được với cụm động từ phía trước là cụm từ cut down. Chợ cô có với cái cụm động từ cut down nghĩa là chặt là đốn hạ. Nhưng mà trong cái cảnh câu này là hãy cắt giảm cái việc sử dụng phương tiện cá nhân đúng không ạ? Là cái slogan nhờ cho cái chiến dịch của chúng tôi trong tháng này. Nếu dịch là À, hãy cắt giảm cái, cái 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 ô tô cá nhân là khẩu hiệu cho cái chiến dịch của chúng tôi trong cái tháng này vậy cô có cái cụm từ cut down nghĩa là cắt giảm cái gì vậy ở vị trí số 2 cô sẽ điền được giới từ on rồi với cái câu số 3 ở câu số 3 thì bạn sẽ phải căn cứ nói chung là về cơ bản là giới từ sẽ đi theo cấu trúc vậy thì với câu 3 bạn căn cứ cho cô bằng từ sau căn cứ bằng từ conclusion chúng ta có cái cụm từ cố định là in conclusion nghĩa là kết luận tóm lại Dịch là tóm lại mỗi người trong số chúng ta Cũng từ H of O Should be lên Chúng ta có cấu trúc là Be responsible for something Chịu trách nhiệm cho cái việc mà Chúng ta đang làm với môi trường Sau câu số 3 bạn nhớ cho cô này Tất cả những cái phần cấu trúc Mà cô trai đang giảng này Nó có ở trong cái mục này, Nó có hết ở trong cái mục Cấu trúc của bài rồi Đấy nhá, các bạn nhớ là và cái mục cấu trúc của bài này này Là cái phần mà cô cho anh lọc cấu trúc Từ trong sách giáo khoa của em ra Cô lọc cấu trúc ở trong cái bài số 2 Của sách giáo khoa của em ra Đấy nhá, nên là bạn chịu khó học cấu trúc Trước khi làm bài thì bạn sẽ thấy nó dễ hơn Đây ví dụ, cụm từ cut down này Đúng không ạ, rồi cụm từ break down này Cụm từ throw away này rồi in conclusion này đấy, Tất cả những đấy trong này có hết Được không ạ? Decide to something, make a to something này Đấy, có hết nhá rồi sau bạn chuyển cho cô sang với phần sau Cô còn câu số 4 và câu số 5 nữa Đó không ạ? Với cái phần về giới từ thì Với cái câu số 4 để biết được là Giới từ ở đây là từ gì Thì, thì bạn sẽ phải căn cứ cho cô Bằng cái tính từ sau Căn cứ bằng từ compulsory Chúng ta có cái cấu trúc là Be compulsory for somebody Nghĩa là bắt buộc đối với ai Đấy nhá Vậy thì ở cái vị trí số 4 này Cô sẽ dễ dàng điền được ở đây với giới từ for. Đây là dịch là nhiều người nghĩ rằng đúng không ạ, sống xanh là bắt buộc với họ nhỉ và họ cố gắng để mà follow để mà tuân thủ nó. Chúng ta cấu trúc là try to something cố gắng làm gì đúng không? Ạ? follow, tuân thủ. Rồi xong câu số 4 trở cô sang với câu số 5. Trợ với cái câu số 5 thì để biết được giới từ ở trong cái chỗ trong cái cái vị trí này điền mình sẽ điền giới từ là gì thì bạn sẽ phải đọc cho cô và nghĩ xem là chúng ta sẽ xét nó theo cái cụm như nào nào bạn nào có thể tự tin điền cho cô được giới từ câu số 5 ạ à? cho in the workshop là cứ có từ workshop nghĩa là hội thảo Giờ, ngoài nghĩa là hội thảo ra từ này Cũng nghĩa là phân xưởng đấy em nhé như trong cái cảnh cô này cô sẽ dịch là hội thảo ở trong hội thảo thảo đó nó dịch là trong hội thảo đó đúng không ạ một số dinh sorry đây là trong hội thảo đó một số sinh viên đã thuyết trình về cái cách mà con người đang làm tổn hại tới khí hậu và môi trường. Vậy thì đây bạn sẽ thấy ý căn cứ cho cô bằng từ sau. Căn cứ bằng từ presentation. Thì chúng ta có cái cấu trúc là give là chúng ta cấu trúc là give presentation on something. Nghĩa là thuyết trình về cái gì. Vậy ở đây cô sẽ điền được giới từ là on nhá. Rồi như cô Trang đã hứa là cô Trang sẽ hướng dẫn em cả dạng bài tập phát đối sai nữa. Vậy thì còn 5 câu phát hiện sai các bạn chịu khó xem lốt nhé. Chưa, với cái dạng bài tập phát hiện sai này cô Trang vẫn thường hay bảo học sinh của mình là nếu như em không biết, nếu hoặc là nếu như em không có ý tưởng cái câu đó nó sai đâu cả thì em cứ xét là lượt từng cái phần gạch chân một. Nhớ xét cho cô xem là về mặt ngữ pháp nó có đúng không? Rồi sau đó xét cho cô về mặt ngữ nghĩa. Đấy nhờ, vậy thì bây giờ cô sẽ xét này. Đầu tiên là em sẽ nhớ cho cô là Thứ nhất là vấp in có thể đứng ở đầu câu nhá. Vấp in đứng ở đầu câu đóng vai trò là danh động từ Và danh động từ thì đóng vai trò Làm chủ ngữ của câu Danh động từ có thể làm chủ ngữ câu Thì động từ đằng sau chia số ít Em nhìn này, động từ sau của câu với động từ là helps Động từ này chia số ít rồi Vậy với từ encouraging em Cô là vấp in không có gì sai ở đây cả yeah, Vậy thì bạn thấy được là Cái anh vấp in, cô nói lại này Cái anh vấp in ở đây Anh ấy sẽ đóng vai trò là danh động từ Và danh động từ có thể đóng vai trò Làm chủ ngữ của câu được Dinh động từ mà đóng vai trò làm chủ ngữ câu thì động từ nếu chỉ ở hiện tại nó sẽ chỉ ở ngôi thứ ba số ít. Vậy là về mặt ngữ pháp cô thấy nó rất là ok. Bây giờ xét cho cô về mặt ngữ nghĩa. Đấy là khuyến khích học sinh trồng nhiều cây và hoa ở trong trường. Vậy thì cô thấy được là với cái nghĩa là khuyến khích trong ngữ cảnh của câu này nó ok, không có gì sai. Vậy cô bỏ qua. Chứ ở ý B thì lại phải kéo theo với ý A. Chứ ở ý chúng ta có cái cấu trúc là encourage. Ok. Yeah, cô có cái cấu trúc là encourage Somebody to do something Khuyến khích ai đó làm gì yeah. Với cái cấu trúc là encourage Somebody to do something Thì ý B của cô có vấn đề rồi Đúng không ạ Bạn sẽ phải đổi cho cái động từ plant Thành to plant Chứ không phải là planting đó, giờ, Vậy thì ý B của cô sai Theo cái cấu trúc về danh động từ Và động từ nguyên mẫu Nhá yeah. Rồi, xong câu số 1, chuyện cô sang câu số 2 Với câu số 2 cũng tương tự như vậy Đầu tiên về mặt ngữ pháp, cô có cái cấu trúc là Sau khen, cộng với nguyên dạng, có thể làm gì Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ý ơ của cô Động từ đang chia nguyên dạng, không có gì sai về mặt ngữ pháp về xét cho cô về mặt ngữ nghĩa này Cô có động từ improve, nghĩa là cải thiện thì là Chúng ta có thể cải thiện môi trường trong trường học của chúng ta Vậy thì ý A của cô cả về mặt ngữ pháp và về, về mặt ngữ nghĩa đều ok Đúng ạ? Rồi tiếp này In many ways, theo nhiều cách Vậy ý B của cô không có gì sai cả Thậm chí những cái hành động nhỏ cũng có thể tạo ra cái sự khác biệt lớn Vậy thì bạn thấy tiếp tục này cô lại có cấu trúc là can cộng với vâng nguyên dạng Vậy ý C về động từ make, theo ngữ pháp không có gì sai Chứ Chúng ta có cái cấu trúc là tạo ra sự khác biệt Em nhìn cho cô nhá nếu như em không muốn xác định về từ loại thì em có thể thừa nhận cho cô một cái cụm sau. Chúng ta có cái cụm từ là make a difference. Trợ với cụm từ là make a difference nghĩa là tạo lên sự khác biệt. Còn không em có thể xác định như sau, em không cần biết cái cụm đấy được. Em xác định cho cô với từ big là tính từ. Chúng ta có cái quy tắc là sau tính từ thì phải là danh từ chứ không phải là một tính từ nữa. Mấy đây của cô nó đang là tính từ. Vậy em phải đổi cho cô về danh từ và đổi thành từ sau. Đổi thành từ difference, Ok Đấy nhá, vậy thì bạn sẽ xét là xét về từ loại hay xét về cấu trúc nó đều ra ý đề sai cả. ạ? Nhớ cho cô này, cô có một cái cụm từ cố định. Với cụm từ make a difference nghĩa là tạo ra sự khác biệt. Xong câu số 2 chuyển cô sang với câu số 3. Với cái câu số 3, em xem cho cô xem là ý A của chúng ta có sai không? Chờ, nếu mà ý A có sai nó đi theo cái cấu trúc về giới từ đúng không ạ? Cô có từ sau. Với từ search là tìm kiếm. Thì cô có cái cấu trúc là search for something, tìm kiếm cái gì Chứ không phải giới từ on được Và ý A à của cô sai ngay rồi Đúng không ạ? Dịch là bạn có thể tìm kiếm information, thông tin về climate change, biến đổi khí hậu Đúng không ạ? Trên mạng cho cái bài thuyết trình của mình Sau câu số 3 chuyện cô sang với câu số 4 Chợ với cái câu số 4 Em xem cho cô xem này Ý A à, gạch chân giới từ Để xem là với cái giới từ này xem cho cô có sai không nhé Cô có từ sau với từ research với từ research Từ này cô nghĩa là nghiên cứu trợ nghiên cứu về cái gì đó Chữ nhớ là người ta có thể dùng giới từ on này Chợ người ta có thể dùng giới từ into Đó à, không ạ à? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là giới từ on ở đây không có gì sai cả Cái cụm này em gặp mấy lần rồi Nhớ dịch là uh, Cái nghiên cứu về cái lượng phát thải khí Đúng không ạ à? Dịch là cái nghiên cứu về cái lượng khí thải CO, uh, carbon nhớ gì cả nghiên cứu về cái lượng khí thải carbon nhờ, có thể dựa trên nhờ, dựa trên cái mức độ sử dụng điện của các thiết bị gia dụng vậy chúng ta có một cái cấu trúc sau vậy, ý a của cô không có gì sai rồi vậy xét cho cô xem ý b có sai không chưa ý b thì nó liên quan tới cái cấu trúc sau này chúng ta có cái cấu trúc là be based on something nhờ, dựa trên cái gì Vậy thì ý B của cô sai giới từ in phải đổi thành giới từ on mới đúng, được không ạ? Xong câu số 4 trợ cô sang với câu số 5 Trợ với cái câu số 5 đến gì cô như sau này Thứ nhất là xem cho cô has có sai không Thì với cái anh là has been working Nó là cả một cái cụm để tạo thành Cái cái này nó là cả một cái cái cụm động từ đúng không Tất, sorry, cái này nó tất cả cái này là thành phần động từ Để tạo thành thì hiện tại hoàn thành nghiêm diễn Vậy phía sau cô có là for more than 20 years Chờ, trong khoảng hơn 25. Vậy thì bạn đấy là for cộng với khoảng thời gian là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Người ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Người ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thay cho thì hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh quá trình của hành động. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ý A của cô không có gì sai cả. Nhá. Yeah. Chợ tiếp này, ý B thì sao? Ý B chúng ta có cái cấu trúc là work for, làm việc cho. Vậy ý B của cô cũng không có gì sai cả. Đó dịch là bố tôi làm việc cho một cái cái công ty điện lực đúng không ạ gì à bố tôi làm việc cho một công ty điện lực nhờ, trong hơn 20 năm qua vậy thì với cái câu này của chúng ta nhá ý D của câu với từ là for more than vậy more than này của chúng ta là hơn vậy d cũng không có gì sai cả vậy thì ý c của cô sai thì ý c sai thì chúng ta sẽ phải sửa thành gì bây giờ thì bạn nhớ cho cô như sau này chúng ta có cái tính từ với tính từ Electric Với từ Electric nghĩa là Đề cập đến máy móc dụng cụ sử dụng điện năng Chạy bằng điện hoặc tạo ra năng lượng bằng điện Nhưng mà cái công ty này này Nó không phải là máy móc hay dụng cụ sử dụng điện năng Hay là chạy bằng điện năng Đúng không ạ? Tạo ra điện Chứ Mà là cái công ty đó Cái công ty điện lực Tức là cái công ty mà có liên quan tới cái việc sản xuất ra điện cơ Vậy thì cô sẽ phải cần Ở đây cô vẫn cần một tính từ nhá bởi vì với cái từ company là công ty nó là danh từ đúng không ạ? cho nên cô vẫn cần một tính từ nhưng cô cần một tính từ nghĩa là có liên quan tới điện chứ không phải là sử dụng hay chạy bằng điện hay là tạo ra điện. vậy thì bạn sẽ thấy được là với cái tính từ với từ electric em sẽ phải đổi cho cô thành một tính từ khác nhờ cùng gốc từ thì bạn đổi thành từ sau đổi thành từ electrical, ok nhớ với từ electrical từ này của chúng ta có nghĩa là có liên quan tới điện Vậy cô sẽ có là electrical company nhờ công ty điện lực Vậy với câu số 5 cô sẽ có là ý C sai Và ý C sai nó sẽ là sai về cách dùng từ em nhé Bạn thân mến vậy là sau thời gian 40 phút rất là khẩn trương Cô Tranh đã hỗ trợ em chữ được 3 bài trong cái phạm trù Cô Tranh đã hỗ trợ em chữ được 3 bài trong cái phạm trù đơn vị bài học số 2 nhờ của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 tuần sau có thể cô Trang sẽ hỗ trợ em một buổi nhờ yeah, ôn về phần ngữ pháp của bài số 2 với phân biệt giữa hai thì là đó là thì tương lai đơn và thì tương lai gần cộng với phần bị động hoặc là cô trai sẽ chữa tiếp cái phần hoặc là cô trai sẽ chữa cái phần đó là phần mô phỏng để kiểm tra một tiết nói chung là à, cô sẽ cân đối xem là cái phần nào khó hơn thì cô sẽ hỗ trợ các bạn nhé cự thân mến vậy là buổi học của chúng ta đến đây là hết yeah, những cái phần mà cô trai không chữa trong chương trình livestream stream này thì các bạn có thể làm và tham khảo lời giải chi tiết. Nếu mà khi các bạn xem lời giải chi tiết có chỗ nào không hiểu thì các bạn có thể nhấn cho cô để cô tranh sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn nhé. Tại vì các bạn hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau.